giật xuống anh để đi xuống ha. À wow, cháy thiệt kìa. Cháy giật xuống nè, không có gió máy gì nha mọi người. Wow, cháy hút nè. Rồi, em dùng lại. Rồi. À, em có uống thử cà phê cho chú vô. Có uống chưa? Phải uống một cái chú uống chứ, mà bỏ cái gì đó vô, bỏ cái gì đó vô thì khi bỏ cái gì đó vô thì sao? Cũng có gì phải nếm chứ. Cho chú uống chứ, tin tưởng uống chứ. Chạy luôn. Xin kính chào cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em. Và hiện giờ thì em đang có mặt tại mộ của nghệ sĩ Tô Vũ Linh, người cậu Năm. Và trước khi vào video thì em xin kính chúc cô chú anh chị các bạn nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và bình an. Và hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại cái phía sau những cái dòng hoa và những tấm hình của nghệ sĩ của Tô Vũ Linh, tức là cậu Năm của các bạn ơi. Đây là những tấm hình, những dòng hoa mà người khán giả trong và ngoài nước gửi đến một phần của cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh của chúng bạn. Tại hôm qua thì trời nó mưa cho nên thì nó ướt á của chúng bạn. Tấm hình này thì chất liệu bằng thạch cao chú bạn ơi, thạch cao ra cho nên thì phải phơi nắng, phơi nắng mới đem vô chú bạn, nó khô mới đem vô mộ. Lại ở đây cũng nó cũng sắp làm màu chứ bạn, rất là đẹp. Đây mình thấy không, tấm hình này rất là đẹp nè, rất là to luôn. Chạm vào cái bông hồi nãy coi như có màu gì thôi. Chàng Lương Sơn Bá, hồng ngọc kính, hồng ngọc kính kiến, nó thanh thản gì vậy? Ủa đó, ngã Sơn Bá, hồng ngọc kính kiến. Đây, những dòng hoa, những chậu hoa mà của các huyền giả trong và ngoài nước thôi chú bạn, để kính viếng nghệ sĩ của Tô Vũ Linh. Sáng nay thì vẫn chưa có ai chú bạn ơi, video thứ hai em làm cũng vẫn chưa có ai đến đây viếng. Hôm nay là ngày quá nhanh luôn. Tấm hình này, tấm hình kia là tấm hình này nó nhỏ hơn tấm hình kia thì bởi nhỏ hơn chứ Sơn Bá to cao hơn, chiều ngang thì vẫn vậy. Hiện tại bây giờ là cũng 6:30 chú bạn ơi, vẫn chưa có vị khách nào đến đây viếng hết, thì chỉ có mấy anh em đồng nghiệp của em ở đây quay những video mới nhất trong ngày buổi sáng gửi đến cô chú anh chị các bạn. Thì lúc nào buổi sáng thì em cũng cập nhật cái buổi sáng để cho mọi người xem, để hình dung ra thì tại vì qua một đêm đó chú bạn, một đêm thì sẽ xem có cái sự việc thì xảy ra hay là không, như là hiện tượng, như là cây hoa hay là những cái gì đó mà liên quan tới mà những cái dòng hoa hay là trên một phần của chú xuất hiện điều gì đó đặc biệt, ví dụ như là mình đốt thuốc nè,
chú trứng cho mình nè. À, đốt nhang thì chú cũng trứng cho mình nè. À, nhưng mà này đốt nhang của mấy anh quay viên đốt nha, chứ không phải anh em đốt. À. Cùng năm phù hộ năm ơi. Vậy chứ cậu Năm nghe hết chứ những gì mình nói chứ bộ. Tại vì cậu Năm thì thế giới của cậu Năm thì khác thế giới của mình hiện tại. Nhưng mà cậu Năm có thể một bậc cao hơn nữa. Có thể là cậu Năm có thể là nghe được, có thể nhìn thấy được, nhưng mình không thể thấy cậu Năm. Quá đẹp luôn. Cận cảnh mà chụp được nắm tấm hình này sao ta? Ai đây được rồi. À, quá đẹp. Được 6 tấm vậy không? Wow, được luôn. À, được nha mọi người nha, chụp 6 tấm luôn nha mọi người. À. Sao em? Đây bọc lá lấy thuốc anh nè. Rồi em chạy đi mua đi. Chạy mua thuốc cho chú đi. Rồi lấy thứ khác đi gớt rồi. Em TikToker kia đi mua cái thuốc cúng cậu Năm rồi các bạn. Mua cậu Năm phù hộ. kéo một cái mạnh thật mạnh vô. Đúng rồi, kéo mạnh thật mạnh vô, phà ra rồi. À, thấy bị sặc rồi, cái chú cũng sặc theo luôn á. Trời ơi, nãy đốt thuốc gì mà nó sặc rồi, sao tôi dám hút. Rồi thì người thấy đó, buổi sáng nay thì anh em từ đến đây thì trước tiên là cũng thắp nhang chú, đốt thuốc cho chú và cúng chú những cái ly cà phê, mong chú phù hộ cho mấy anh em đó, mấy anh em nhiều sức khỏe, làm công việc tiên phù hộ cho những anh em quay viên ở đây cũng nhiều sức khỏe, cũng giống như là gia đình, người thân, bà con, những fan hâm mộ của chú nhiều sức khỏe, để có nhiều sức khỏe để nghe những tuần hậu quả của chú, cũng như là khi bà con mà có thời gian sẽ đến viếng thăm mộ chú. Đây, rất là đặc biệt nha. Thì ở đây thì ta chưa có mở nhạc nha chú bạn, còn có thể để quay phim, có thể để cho mọi người nghe những cái tiếng tụi em nói ra thật hơn. Có nhạc thì tụi em chắc chắn có lẽ là tụi em sẽ tắt mic và delete lại những cái video nó không có được hay cho mấy, mà cũng mong mọi người thông cảm nha. Thì có nhạc thì sẽ dính bản quyền, nên tụi em thì không có để mà video nó như video quay, không để như vậy được. Thì mong mọi người thông cảm. Hả? Cậu đang hút không? Nhìn cái kho nó cháy nè. Đúng rồi. Đúng không? Cậu đang hút hả? Anh nhìn anh. Bữa nay sao lại cháy vậy chị? Ngủ gì cháy hả? Đây 6:30 rồi. Đây là chị Hoa Huy, ngày nào cũng thắp hương cho cậu Năm hết chứ bạn ơi. Mong cậu Năm phù hộ sức khỏe bình an nha. Cái bên TikToker nãy giờ đang dọn dẹp bàn thờ. Đúng rồi, thấy đẹp. Hương cho
cũng đắt tiền nha. Này là Khang Chi Vít hay là Khang Chi Vát? Spy nữa. Tại vì sáng nay vào đây cũng thắp hương trước, xong rồi có hành với phiên gì nha chú bạn. Và rồi, xin cảm ơn mọi người đã vừa xem xong cái video của em. Thì mọi người xem cho em xin một like, một đăng ký nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người.